sau khi tuyên bố cục diện chiến trường Ukraine không thay đổi, Nga không muốn hành động vội vã, Tổng thống Putin bất ngờ ban lệnh động viên lần đầu tiên từ Thế chiến thứ hai. Đáng chú ý, mệnh lệnh có thể huy động thêm 300.000 binh sĩ cho chiến dịch quân sự. Trong khi đó, phản ứng các nước về lệnh động viên quân của Nga thế nào? NATO cáo buộc Nga leo thang xung đột ở Ukraine. Nga điều tra cuộc tấn công vào Đại sứ quán ở Canada. Bộ trưởng Không quân Mỹ vừa tiết lộ mối quan tâm lớn nhất của binh sĩ không phải Nga hay Trung Quốc. Tổng thống Marcos nói số phận của Philippines gắn liền với Mỹ. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tin Quốc tế. Mở đầu sẽ là diễn biến đáng quan tâm về xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21 tháng 9 bất ngờ phát lệnh động viên lần đầu tiên kể từ đệ nhị thế chiến. Ông khẳng định lệnh này là hợp lý và cần thiết trong tình hình hiện nay. Mệnh lệnh sẽ cho phép quân đội huy động 300.000 quân nhân phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo đài RT và hãng tin Reuters, trong một bài phát biểu toàn quốc hôm 21 tháng 9, Tổng thống Putin ban lệnh động viên một phần. Ông nhấn mạnh mục tiêu giải phóng Donbass và động thái nhằm bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền đất nước. Tôi cho rằng cần ủng hộ đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về tiến hành động viên một phần trên lãnh thổ Liên bang Nga. Lệnh này chỉ áp dụng cho quân nhân dự bị, ưu tiên những người từng phục vụ trong lực lượng vũ trang, có một số chuyên môn quân sự nhất định và kinh nghiệm liên quan. Những người được gọi nhập ngũ sẽ trải qua khóa huấn luyện bổ sung, có tính đến kinh nghiệm của một hoạt động quân sự đặc biệt, trước khi được gửi đến đơn vị. Reuters trích lời Tổng thống Putin cho hay. Theo Sputnik, các biện pháp động viên một phần tại Nga bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9. Tổng thống Putin, trong vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, tuyên bố Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể để bảo vệ lãnh thổ của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, mệnh lệnh của ông Putin sẽ cho phép quân đội Nga huy động 300.000 quân nhân phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nói rõ hơn, theo Bộ trưởng, việc điều động binh sĩ sẽ không áp dụng cho sinh viên đại học cũng như lính nghĩa vụ. Ông nhấn mạnh, Nga sở hữu khả năng huy động lực lượng vô cùng lớn, có thể triệu tập gần 25 triệu người với kinh nghiệm quân sự. Theo đó, mức huy động một phần này chỉ là 1% hoặc hơn một chút trong tổng số người có thể được tổng động viên. Bên cạnh đó, ông Shoigu tiết lộ đã có 5.937 lính Nga thiệt mạng trong cuộc chiến với Ukraine, trong khi ông cho rằng số lính Ukraine thiệt mạng cao gấp 10 lần Nga là 61.207 lính. Ông cũng cho biết bác sĩ quân y đã góp công to lớn trong điều trị thương binh và có 90% thương binh có thể trở lại chiến đấu sau điều trị. Trong bài phát biểu hôm 21 tháng 9, ông Putin cáo buộc phương Tây âm mưu hủy diệt Nga, đồng thời ủng hộ các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại những vùng lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát ở Ukraine, theo Reuters. Chủ nhân Điện Kremlin còn chỉ trích Kiev đã từ chối các cuộc hòa đàm, hành động theo chỉ thị của phương Tây. Đài RT cho hay, thay vì đàm phán, chính phủ Ukraine đã tăng cường lực lượng quân sự cùng với các binh sĩ do NATO huấn luyện. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Đài RT hôm 20 tháng 9 đưa tin, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng và lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thông báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 đến 27 tháng 9 về việc sáp nhập vào Nga. Ukraine gần đây tuyên bố triển khai chiến dịch phản công và tái kiểm soát một số thành phố ở tỉnh Đông Bắc Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 9 nói rằng nước này giành lại 6.000 km lãnh thổ kể từ đầu tháng. Thưa quý vị, lệnh động viên của Tổng thống Putin đã vấp phải chỉ trích của một số nước như Ukraine, Đức, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên tham gia đối thoại giải quyết các vấn đề an ninh. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết, lệnh động viên của Nga là một bước đi dễ đoán, phần nào cho thấy xung đột sẽ không diễn ra theo kế hoạch của Moscow. Theo Reuters hôm 21 tháng 9 cho hay, chia sẻ thêm, ông Podolyak cho rằng, Tổng thống Putin đang cố đẩy trách nhiệm cuộc xung đột và tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ của Nga sang phương Tây. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck hôm 21 tháng 9 nhận định, lệnh động viên của Nga là một bước đi làm leo thang xung đột ở Ukraine. Ông khẳng định, đó là một bước đi tồi tệ và sai lầm và cảnh báo Berlin sẽ có động thái đáp trả, theo Reuters. Về phía Anh, nghị sĩ bảo thủ Gillian Keegan nói động thái của chủ nhân Điện Kremlin là đáng lo ngại và kêu gọi các bên cần xem xét một cách nghiêm túc. Chắc chắn chúng ta cần xem xét điều này một cách nghiêm túc, bởi vì chúng ta không phải là bên kiểm soát tình hình.
Động thái là một sự leo thang đáng lo ngại. Hãng tin BBC trích lời bà cho hay. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại, tham vấn và tìm cách giải quyết các lo ngại về an ninh. Thưa quý vị, mới đây NATO đã cáo buộc Nga khiến xung đột Đông Âu leo thang sau khi các khu vực mà Moscow kiểm soát ở Ukraine tuyên bố trưng cầu dân ý để sớm sáp nhập vào Nga. Ngoài ra, phương Tây cũng tỏ rõ khó chịu với việc Nga thông qua đạo luật mở đường cho việc tăng cường huy động quân sự. Theo Financial Times đưa tin. Financial Times cho biết, 4 khu vực ở Ukraine mà Nga kiểm soát sẽ bắt đầu tổ chức bỏ phiếu trong tuần này. Trong đó, các nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk sẽ trưng cầu dân ý từ ngày 23 đến 27 tháng 9. Các cuộc bỏ phiếu cũng sẽ được tổ chức tại Kherson và các phần của tỉnh Zaporizhia, hai khu vực phía nam mà lực lượng Nga kiểm soát. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý và cho rằng diễn biến trên cho thấy xung đột đang leo thang hơn nữa. Ông khẳng định các cuộc trưng cầu dân ý không có tính hợp pháp và không thay đổi bản chất của việc Nga gây sức ép lên Ukraine. Cao ủy đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết, EU lên án mạnh mẽ cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp đã được lên kế hoạch. Điều này thách thức chính quyền Ukraine được bầu cử một cách dân chủ và hợp pháp, vi phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như vi phạm luật pháp quốc tế một cách trắng trợn. Kết quả của những hành động như vậy sẽ vô hiệu và không được EU cũng như các quốc gia thành viên công nhận. Financial Times dẫn lời các nhà phân tích phương Tây cho rằng việc sáp nhập thêm các vùng lãnh thổ có thể cho phép Moscow tuyên bố rằng việc NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine tương đương với một cuộc tấn công nhằm vào chính Nga. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã từng tuyên bố, lấn chiếm lãnh thổ Nga là một tội ác. Điều này cho phép chúng tôi triển khai tất cả lực lượng tự vệ. Đây là lý do tại sao những cuộc trưng cầu dân ý thực sự là điều đáng sợ đối với Kiev và phương Tây. Ông Medvedev cho rằng, các phiếu bầu là một sự khôi phục công lý và sẽ thay đổi hoàn toàn hướng phát triển của Nga trong nhiều thập kỷ. Trong một bài đăng trên Telegram hôm 20 tháng 9, vị quan chức này đã khẳng định việc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga là cần thiết và quan trọng để bảo vệ lợi ích của những khu vực này. Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là nhằm bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga, nhất là ở vùng Donbass. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng viện trợ vũ khí và đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mới lên Nga. Ở diễn biến khác, đáng chú ý hôm 20 tháng 9, Hạ viện Nga cũng đã thông qua luật để tăng hình phạt với tội đảo ngũ và trốn nghĩa vụ trong trường hợp được điều động. Theo Financial Times bình luận, đây là dấu hiệu cho thấy lập trường cứng rắn của Moscow. Đạo luật nói trên sẽ hình sự hóa cho việc đảo ngũ và các hành vi khác trong thời kỳ thiết quân luật, xung đột vũ trang hoặc huy động lực lượng. Cho đến nay, Nga vẫn gọi hoạt động quân sự ở Ukraine là chiến dịch quân sự đặc biệt, chứ không phải là cuộc chiến. Theo Financial Times, luật mới giúp chính quyền có thể trừng phạt các hành vi như đào ngũ trong thời kỳ thời chiến hoặc động viên. Tội trốn nghĩa vụ và đào ngũ sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Chính trị gia đối lập của Nga Alexei Navalny nói rằng rất có thể sẽ sớm có một thông báo lớn và chúng ta sẽ có thể gọi xung đột ở Ukraine là cuộc chiến. Theo Reuters, hôm 20 tháng 9, Thủ tướng Anh Liz Truss và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm bên lề hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Đáng chú ý, trong khi Paris có dấu hiệu chia cảnh ô liu để thắt chặt quan hệ song phương, thì London có vẻ tỏ ra khá hững hờ. Reuters cho biết, bà Truss và ông Macron đã có cuộc hội đàm đầu tiên vài tuần sau khi bà Truss đã phát biểu tại một sự kiện rằng bà không biết nước Anh nên xem Pháp là bạn hay thù. Sau cuộc gặp hôm 20 tháng 9, Tổng thống Pháp cho biết Paris và London cần thể hiện rằng hai nước là đồng minh trong thế giới phức tạp như hiện nay. Ông cùng tân Thủ tướng Anh đã thảo luận về hàng loạt vấn đề bao gồm xung đột ở Ukraine, các vấn đề của châu Âu. Lãnh đạo Pháp cũng nhắc đến đề xuất của nước này về việc thành lập cộng đồng chính trị châu Âu, mời cả các quốc gia không thuộc EU thảo luận về những mối quan tâm chung của các nước. Ông Macron đã nhiều lần bày tỏ kỳ vọng Anh sẽ tham gia. Tuy nhiên, trong khi lãnh đạo Pháp dường như muốn chia cảnh ô liu với nước Anh, thì văn phòng Thủ tướng Liz Truss không hề đả động gì đến mối quan hệ song phương giữa hai nước. Được biết, quan hệ giữa Pháp và Anh đã xấu đi từ khi London rời khỏi Liên minh châu Âu. Hồi tháng 9, Pháp đã tức giận khi Anh tham gia thỏa thuận ba bên với Mỹ và Úc, cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Canberra.
Paris đã gọi đây là cú đâm sau lưng vì trước đó Úc đã ký với Pháp hợp đồng mua tàu ngầm chạy bằng điện diesel trị giá 40 tỷ đô la Mỹ. Truyền thông Nga RT đưa tin Moscow đã mở một cuộc điều tra hình sự về cuộc tấn công vào đại sứ quán của nước này ở Canada. Đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov đã gọi đó là một cuộc tấn công cực đoan có chủ đích. RT cho biết, vào ngày 12 tháng 9, một kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã ném chai bom xăng vào đại sứ quán Nga ở Canada. Tuy nhiên, bom xăng không bắt lửa nên không gây ra thiệt hại nào. Ông Stepanov cho biết, chúng tôi cho rằng đó là nỗ lực thực hiện một hành động cực đoan. Các cuộc tấn công như vậy có thể xảy ra một lần nữa và dẫn đến hậu quả thảm khốc hơn nhiều, trừ khi có hành động nào đó để ngăn chặn bạo lực. Hôm 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Batyukhin đăng trên Telegram nội dung cho biết ông đã ra lệnh điều tra hình sự vụ việc nói trên. Mục đích của cuộc điều tra là xem xét các chi tiết của vụ tấn công và làm việc với cảnh sát Canada để xác định kẻ thực hiện bằng cách cung cấp cho họ cảnh quay từ camera an ninh của Đại sứ quán. Hôm 19 tháng 9, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Canada tại Moscow, Alison Lecherer, để trao một công hàm phản đối về vụ việc. Bộ lưu ý rằng, cảnh sát Ottawa không những không ngăn chặn được vụ tấn công hoặc không tìm ra kẻ chịu trách nhiệm, mà còn làm ngơ trước những người biểu tình hung hãn đang chặn đường vào Đại sứ quán, mặc dù lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường. Phía Nga đã yêu cầu Canada triển khai bảo vệ các cơ quan đại diện nước ngoài của Nga theo công ước viên về quan hệ ngoại giao. Theo RT, cảnh sát Canada đã xác nhận vụ tấn công hôm 12 tháng 9 có thể xảy ra và cho biết lực lượng chức năng đang theo dõi và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Trong tuyên bố hôm 19 tháng 9, cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết họ cũng đang điều tra vụ việc và cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho Đại sứ quán Nga giữa bối cảnh có nhiều mối đe dọa hiện hữu. Đài RT hôm 21 tháng 9 dẫn lời Bộ trưởng Không quân Frank Kendall chỉ ra một số mối quan tâm lớn nhất mà binh lính Mỹ phải đối mặt. Đáng chú ý, Nga và Trung Quốc không được nêu tên. Theo Bộ trưởng Frank Kendall, các binh sĩ Mỹ ngày càng lo sợ về tương lai kinh tế khi chi phí sinh hoạt tăng vọt trong bối cảnh lạm phát leo thang nghiêm trọng. Phát biểu vào hôm 20 tháng 9 tại Hội nghị Hàng không, Không gian và An ninh mạng của Hiệp hội Lực lượng Hàng không và Vũ trụ, ông Kendall cho rằng nhiều binh sĩ đang chật vật cân đối chi tiêu, đồng thời lưu ý giới lãnh đạo không thể hy vọng những người lính cống hiến hết mình trong khi còn bận tâm về cuộc sống thường nhật. Những lo ngại mà tôi nghe nhiều nhất là về lạm phát, chi phí nhà ở hoặc việc chăm sóc con nhỏ, Đài RT trích lời ông Kendall cho hay. Được biết, đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2023 kêu gọi một số khoản tăng lương lớn nhất cho binh sĩ trong gần 20 năm. Tuy nhiên, dự luật này vẫn chưa được Quốc hội thông qua. Giữa lúc ấy, ông Kendall cho biết quân đội sẽ khởi động chương trình trợ cấp nhu cầu cơ bản cho những người lính đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ lạm phát ở Mỹ hiện nay đã giảm nhẹ so với mùa hè, thời điểm ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ. Theo thống kê chính phủ, trong tháng 6, giá tiêu dùng đã tăng 9,1% so với năm trước. Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1981. Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm 20 tháng 9 khẳng định bộ phận của quốc gia Đông Nam Á gắn liền với Mỹ với tư cách là một đối tác. Tuyên bố của nhà lãnh đạo được đưa ra tại diễn đàn kinh tế được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, NYSE, ngày 20 tháng 9. Trong tầm nhìn về tương lai phía trước, tôi không thể thấy một Philippines mà không có đối tác Mỹ. Mỗi khi gặp khủng hoảng, chúng tôi đều hướng về Mỹ. Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Marcos cho hay. Tại buổi tiệc chiêu đãi do cộng đồng người Mỹ gốc Philippines tổ chức ở New Jersey cùng ngày, ông Marcos nói rằng ông hy vọng được tiếp kiến với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo Philippines cũng đã thúc giục các công ty Mỹ tăng cường đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này. Khi ông liệt kê một số sáng kiến chính sách được ban hành dưới thời chính quyền của mình, chẳng hạn như cho phép toàn quyền sở hữu nước ngoài đối với các công ty viễn thông, vận tải biển và đường sắt để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Động thái của ông Marcos đánh dấu bước ngoặt lớn khác với người tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Kể từ khi nắm quyền, ông Marcos đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cũng tìm cách cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc. Ông thậm chí tuyên bố đất nước tỷ dân là đối tác lớn nhất của Manila. Mặt khác, Tổng thống Marcos vừa qua nhấn mạnh,
các yêu sách lãnh thổ trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua đối thoại. Đặc biệt, nhà lãnh đạo cho rằng các khác biệt chỉ nên được xử lý thông qua biện pháp hòa bình, theo đài NHK hôm 21 tháng 9 cho hay. Tuyên bố được ông Marcos đưa ra trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào hôm 20 tháng 9. Đây là lần đầu tiên ông Marcos xuất hiện tại một hội nghị quốc tế kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6. Những khác biệt chỉ nên được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, bằng cách củng cố sự ổn định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chúng tôi đã đưa ra một ví dụ về cách các quốc gia giải quyết những khác biệt của họ, đó là thông qua lý trí và làm điều đúng đắn. Đài NHK trích lời ông Marcos khẳng định, dựa trên công ước trên, một tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016 đã bác bỏ hoàn toàn yêu sách của Trung Quốc về các quyền lịch sử ở Biển Đông. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lo ngại các vấn đề về Biển Đông và đảo Đài Loan có thể khoét sâu thêm rạn nứt giữa Mỹ và Trung Quốc. Ở châu Á, hòa bình và ổn định đang bị đe dọa bởi những căng thẳng chiến lược và ý thức hệ ngày càng gia tăng, ông Marcos chia sẻ. Reuters vào hôm 21 tháng 9 cho hay, một trong những dây văng dài nhất thế giới ở Hy Lạp đã tắt đèn trang trí khi chính phủ kêu gọi tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá cả leo thang. Các dây cáp và trụ của cây cầu Rio Antirio dài gần 3 km bắc qua eo biển Vịnh Corinth nay đã chìm trong bóng tối. Được khánh thành vào đêm trước Thế vận hội Olympic Athens năm 2004, cây cầu là một địa danh nổi tiếng ở Hy Lạp và là cây cầu dài nhất đất nước. Trong tổng số 1.500 đèn treo trên cầu có 800 chiếc là đèn trang trí. Theo Reuters, việc tắt đèn sẽ tiết kiệm được 50 MW giờ năng lượng mỗi năm, hay 7% trong tổng số 52% năng lượng mà hệ thống chiếu sáng trên cầu tiêu thụ. Động thái nhằm khuyến khích người dân tiết kiệm năng lượng, các tòa nhà công cộng ở Antirio cũng đang tắt đèn chiếu sáng bên ngoài, cũng như thực hiện các biện pháp khác sau khi chính phủ kêu gọi thành phố cắt giảm tiêu thụ năng lượng. Tòa nhà Quốc hội và văn phòng thị trưởng ở Athens cũng đã tắt đèn trang trí vào buổi tối. Tổng cộng 212.000 cơ sở nhà nước đã tiêu thụ 5.340 GW giờ điện trong năm ngoái, khoảng 10,8% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Hy Lạp. Khi mùa đông khắc nghiệt đến gần, mối quan tâm về năng lượng ngày càng tăng cao. Hy Lạp đã cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga trong nửa đầu năm nay xuống còn 34% tổng lượng khí đốt nhập khẩu. Mức cùng kỳ năm ngoái là 45%. Quốc gia ở bán đảo Balkan đã tăng cường mua và lưu trữ khí đốt hóa lỏng từ các nhà sản xuất thay thế và đã tăng gấp đôi sản lượng nhiệt điện than trong các nhà máy than non của mình từ 10 lên 20%. Hy Lạp cũng đang đẩy nhanh các dự án năng lượng tái tạo để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Theo Reuters, người chăn nuôi gia súc tại các ngôi làng ở tỉnh Sindh của Pakistan đang vật lộn để các vật nuôi không bị chết đói giữa bối cảnh thức ăn ngày một thiếu thốn do trận lũ lụt khủng khiếp vừa qua. Lũ lụt đã nhấn chìm các đầm lầy ở Pakistan, làm hư hại các cây trồng vốn được dùng làm thức ăn cho gia súc. Nông dân Jami Khan ở Tando Anlia của tỉnh Sai chia sẻ, mọi loại cây mà làm thức ăn cho gia súc còn sót lại đều ngả màu đen do bị ngâm lâu trong nước. Các quan chức ước tính khoảng 700.000 gia súc đã chết trong trận lũ lụt và những con còn sống sót đang ngày một gầy đi vì thiếu thức ăn. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn khi cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo mưa sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Chính phủ đang nỗ lực giúp đỡ người dân cứu đàn gia súc, nhưng một quan chức quân đội thừa nhận nỗ lực này đang gặp rất nhiều khó khăn. Reuters cho biết trận mưa gió mùa kỷ lục và băng tan đã khiến Pakistan đối mặt với trận lũ lụt kinh hoàng. Diễn ra trên toàn quốc, ảnh hưởng gần 33 triệu người và khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Trận lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, hoa màu, cầu, đường xá và gia súc, gây ra thiệt hại ước tính khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó tỉnh Sai là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Reuters dẫn lời cơ quan quản lý thiên tai cho biết các trận lũ lụt ở Nigeria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 300 người trong năm nay và tình hình có thể tồi tệ hơn do mưa lớn và ảnh hưởng từ nước một con đập ở Cameroon sẽ ảnh hưởng đến 14 bang ở Nigeria. Theo lãnh đạo cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia Mustafa Habib Ahmed, hơn 100.000 người đã phải di rời vì lũ lụt
kể từ đầu mùa mưa và hiện đang sống trong những nơi trú ẩn tạm thời. Các nhà chức trách ở bang Yobe phía đông bắc Nigeria vào hôm 20 tháng 9 thông báo những trận mưa lớn kéo dài từ cuối tuần qua đã nhấn chìm các con đường và cuốn một cây cầu lớn nối thủ phủ bang với một số khu vực khác. Trận lũ được xem là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.